Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Chiều hôm nay tự nhiên thèm cái món tuổi thơ nên quyết định đi mua dao quẩy. Trong tủ lạnh của mình cũng đã đủ nguyên liệu rồi, có cá ngừ, chả cá và thơm. Lúc mới chơi TikTok thì mình cũng đã từng nấu món này. Ở Sài Gòn thì không có nấu cái kiểu giống như ở quê mình đâu, nên mỗi lần thèm là phải tự vào bếp như thế này. Sau khi chuẩn bánh canh xong thì mình sẽ nấu nước lèo nha. Mình cho vào nước sôi đầu hành và nước thơm. Nước thật sôi thì mình cho cá ngừ vào luộc, dầm cá ra và lọc kỹ xương nha mọi người. Nước dùng này mình sử dụng độ ngọt từ cá thôi. Cho chả cá vào và nêm nếm nữa là xong. Nêm vào đây một xíu hạt nêm và nước mắm, như vậy là đủ ngọt và thơm rồi. Món này thì không thể thiếu hành phi đâu nha. Hành cắt mỏng và cho lên chảo dầu. Cho vài giọt chanh tươi vào cho hành được giòn thêm nè. Vì mình đã quay món này rồi nên hôm nay mình chỉ quay sơ sơ thôi nha. Cho bánh canh đã chuẩn quay nước sôi vào, xếp chả cá và cá dầm lên, cho thật nhiều hành lá và cho nước lèo vào. Món này mình thấy nó đơn giản nhưng mà rất là ngon luôn. Cái vị nước lèo thì thanh ngọt. Trong cái video trước mình có nói là tuổi thơ mình ăn cái tô bánh canh này với giá là 1k, nhưng không có ai tin và cho rằng mình nói xạo. Thực ra thì vào những năm 2000, lúc đó mình chỉ mới học lớp 1, thì bố mình dẫn đi ăn món này trước khi vào lớp để học. Tô bánh canh thì 1k, dầu quả chỉ có 500 đồng thôi, là chỉ có 1.500 á mọi người. Nên ai không tin thì mình cũng không quan tâm lắm, vì nó là cả tuổi thơ của mình á. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này, bye bye.